đây các bạn, tình hình mít mình hiện tại như thế này đây nha các bạn. Thì mình áp dụng phun kích ra hoa mít được cử 1 rồi các bạn. Hôm nay đúng là một tuần nha, hôm nay mình phun nhắc lại cử 2 nha các bạn. Thì đối với kích hoa mít thì kích 3 cử các bạn. Thì hiện tại là mình kích cử 1 được một tuần nha, hôm nay là tới cử 2. Mình tiếp tục áp dụng thuốc để phun kích ra hoa mít cử 2 nha các bạn, mình chia sẻ đến các bạn nha. Thì mình áp dụng kích một cử các bạn, thì hiện tại mình cũng đang cuốc xới gốc nha, để chuẩn bị sau khi mình áp dụng kích cử 3 rồi mình bắt đầu xuống phân các bạn, để nuôi trái nha và thúc bông nó to mập nha các bạn. Rồi bắt đầu mình áp dụng phun thuốc để áp dụng kích cử 2 thôi các bạn, mình chia sẻ đến các bạn nha, xem tham khảo nha các bạn. Đây các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn xem các dòng thuốc áp dụng kích ra hoa mít cử 2 nha. Đây. Đây thì các dòng thuốc mình đây các bạn, nó không khác gì cử 1 các bạn, nhưng nó chỉ khác là cái cách mình phun xịt thôi nha. Thì mình cũng nhắc lại cho các bạn để tiện theo dõi, tiện nắm nha các bạn. Thì dòng thứ nhất là 10 số 10 các bạn. Tạo mầm hoa cực mạnh, có hoa đồng lọt, đậu trái cao. Thì đối với cái liều lượng sử dụng 10 số mơ này các bạn, thì 1kg mình áp dụng cho 300 lít nước nha. Thì phi mình 200 lít, 200-220 thì mình sử dụng 750g 10 số mơ. Rồi tiếp theo thì siêu bột hoa. Siêu bột hoa này là gói 300g nha các bạn. Thì 300g mình áp dụng cho phi 200 lít nước đó các bạn. Thì nếu mà các bạn mua gói nửa ký lô thì mình áp dụng cho 300 lít nha. Còn gói 300g thì mình áp dụng 200 lít nước các bạn. Rồi tiếp theo là MGB các bạn. Kích tạo mầm siêu gò hoa. Thì MGB thì không đạm 52 lăng và 34 kali các bạn, cộng TE tức là trung quy lượng nha. Thì đối với MKB này thì mà áp dụng 1kg cho 300 lít nước nha các bạn, thì phi mình 200-220 thì mình sử dụng 750g. Thì nó cũng không khác gì mình áp dụng phun cử 1 hết các bạn. Nó chỉ khác là cách mình phun xịt thôi nha. Thì mình chia sẻ, mình nói rõ cho các bạn để tiện theo dõi nha. Cách mình phun xịt á, mình phun xịt cử 1 thì mình phun là toàn thân mít, mặt trong và mặt ngoài, và cả thân luôn nha các bạn, ướt toàn thân nha, và ướt cả mặt ngoài và mặt trong luôn. Còn đối với cử 2 này các bạn, cử 2 này thì mình không cần phải phun ướt mặt ngoài nha, mình chỉ mặt trong thôi, chỉ là mặt trong của lá và trong thân đó các bạn, ướt toàn thân nha, nhưng quan trọng là phải ướt toàn thân nha các bạn. Thì chỉ thế thôi các bạn, cái cách mình áp dụng thuốc cử 1, cử 2, cử 1, cử 2 thì thuốc hoàn toàn giống nhau nha, nhưng chỉ khác có cách phun xịt thôi. Phun kích ra hoa mít lần thứ nhất thì mình phun toàn thân các bạn, mặt trong và mặt ngoài, và ướt cả thân mít. Cái cử thứ hai, cách cái cử thứ nhất là đúng một tuần, mình áp dụng cái liều thuốc cũng giống như nhau, nhưng mà cách phun xịt mình chỉ toàn bộ mặt trong và thân của mít thôi nha, không cần phải phun mặt ngoài các bạn. Rồi các bạn thì chỉ đơn giản vậy thôi nha. Thì mình chủ yếu là chia sẻ cho những bạn mới làm để các bạn có thể mà có tài liệu để tham khảo. Rồi mình bắt đầu áp dụng thực tế để các bạn có thể tiện theo dõi hơn nha, tiện hiểu nha. Bắt đầu bơm nước các bạn ơi, bơm nước chuẩn bị pha thuốc nha. Rồi đầy phi các bạn ơi, phi mình 220 nha. Bắt đầu áp dụng thực tế để chia sẻ cho các bạn tiện theo dõi nha. Thì đối với MKB như mình đã nói các bạn, 1kg là áp dụng cho 300 lít nước nha. Thì hiện tại là phi mình 220 thôi, mình sử dụng là 750g. Thì MKB nó có chia sẵn các bạn 2 túi, nên cho 1kg là 2 túi nha, mỗi túi là nửa ký lô nha. Thì mình sử dụng một gói rưỡi tức là 750g, mình áp dụng cho 220 lít nước. Rồi, một gói rưỡi,
Rồi tiếp theo là 10-60 một ký, một gói như thế này các bạn. Một gói như thế này là 250g nha. 4 gói thì một ký, một ký mình áp dụng cho 300 lít nước, nhưng mà mình khi 220 sử dụng là 3 gói 750g. Thì nếu các bạn nào theo dõi kênh mình thường thì các bạn biết nha, mình nói là rất là rành rẽ các bạn, nên mình có sự lặp đi lặp lại nha. Các bạn xem thì các bạn thông cảm cho mình nha. Mình muốn cho có sự chính xác cái nhất, cái hai là mình muốn cho cái người xem nó dễ dàng hiểu nha các bạn. Thì chín người 10 ý các bạn ơi, cái ý của mình là muốn cho các bạn dễ hiểu thôi. Rồi các bạn, siêu giọt qua nha, là 300g mình áp dụng cho 220 lít nước. Còn nếu mà gói nửa ký 500g thì mình áp dụng 300 lít nước nha. Còn MKB thì mình sử dụng 1 ký 300 lít nước, mình sử dụng 750g thì áp dụng cho 220 lít nước nha các bạn. Còn 10-60 cũng thế các bạn. Mỗi gói 250g, 4 gói thì 1 ký, 1 ký áp dụng cho 300 lít nước thì mình khi mình 220 thì mình sử dụng là 3 gói 750g nha. Thì chủ yếu mình làm video này để chia sẻ cho tất cả các bạn, nhất là các bạn mới trồng mít và mới xử lý mít nha, để các bạn tiện theo dõi. Các bạn có tài liệu để dễ dàng tham khảo, để có sự hiểu biết để quyết định nha các bạn. Rồi các bạn thấy video mình hữu ích thì đừng tiếc like, chia sẻ và đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.